Đây là ruộng nếp OM406 được 25 ngày tuổi, gieo xạ với mật độ 8 kg cho một công, và bón phân công nghệ sinh học con người. Này lúa đã 25 ngày tuổi, này đang bắt phân về để nhánh mạnh. Đất màu xanh rất đẹp, lá sáng ngày mà hơi cậu đọt thôi chứ không có trải trải mền, màu xanh rất đẹp, lá dựng đứng nhỏ cho bà con xem cái rễ của nó như thế nào. Đây, luôn quá đặc luôn, thực sự là để nhánh rất mạnh, sợi phân con lười rất hiệu quả nghe bà con. Đây để nổ một bụi lên cho bà con xem cái bộ rễ như thế nào. Đây là có 25 ngày bộ rễ như thế này đây. Mình khác nữa cho em đây, đó là quá quá cỡ luôn, nó ôm đất rất nhiều nha bà con. Này lúa đang trong thời kỳ để nhánh mạnh, quá đặc luôn, bữa nay kể như là đặc luôn chứ còn không còn gọi là 8 kg mà thưa gì nữa, quá cỡ đặc luôn. Rồi xem như thế nào, để xả thưa như thế nào và kết quả như thế nào ra sao thì chờ câu kết sau này. Xin kết thúc video.